Hi, welcome back to my channel. Start to get a go. Và bây giờ thì mình sẽ cứu một anh chàng bảo vệ. Let's go. Ok. Mình sẽ kiểm tra đây xem có bao diêm được không. Đây rồi. Thank you.
ok và mình sẽ chuyển sang tờ kèo thứ hai. Let's go. Và tựa game thứ 3, Granny Chapter 2. Let's go. Thank you.
Oh my God. Do you want to play hide and seek? Thank you.
sao đây? Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Let's go. Zone Woman From. Một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này mở cái gì đây? Ngồi này, đứng này. Hình như là vào ngôi nhà này. Có vẻ tốc độ hơi chậm à? Nhanh lên tí nào. Có tiếng kêu của quái thú. Bạn sẽ phải vào từng căn phòng một tìm kiếm. Ông kia thì vẫn đang nè các bạn. May tốc độ của ông ta chậm hơn là tốc độ của bạn. Không có gì đây. Có thể đây là đường cụt chăng? Đó, cứ thế các bạn sẽ đi xung quanh trong ngôi nhà này, tìm kiếm những món đồ và bẻ khóa từ cái này. Vượt qua ông ta rồi, tiếp tục mình sẽ lên trên gác. Đó, cứ thế rồi các bạn sẽ lên trên gác và tìm kiếm những món đồ. Ok,
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6. Serendaria, The School. Trả lại ở đây xem có thể trong căn phòng này không có luôn. Ở đây thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 8 bắt đầu.
Ok, và mình sẽ chuyển sang tới kênh thứ 7. Và từ game này thì các bạn sẽ phải coi tất cả là ba cánh cửa này. Và các bạn đang ở trong một căn phòng. Ở đây thì có con gấu nó sẽ xuất hiện vào trong khoảng nhiều nhất vào khoảng tầm từ 3 đến 4 giờ. Và khi nó xuất hiện thì lúc đó thì nó sẽ chui vào trong chiếc giường của các bạn. Nó ngồi trên con gấu bông này. Cho nên khi đó thì các bạn sẽ phải coi ba cánh cửa này. Các bạn phải coi thật nhanh. Đóng cửa bật đèn flash. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển sang cánh cửa thứ hai. Đóng cửa bật đèn flash. Tiếp tục cánh cửa thứ ba. Khi đóng cửa thì sẽ tạo tiếng động. Một con gấu sẽ chạy đi rồi các bạn bật đèn flash lên. Còn nếu mà các bạn bật đèn flash mà đúng lúc con gấu nó đứng cạnh cánh cửa thì các bạn sẽ bị nó cắn ngay. Ở đây các bạn càng coi thời gian càng lâu thì các bạn càng thành công. Và tiếp tục lại đến cánh cửa tiếp theo. Cứ như thế các bạn càng coi thời gian sẽ trôi. Càng được lâu thì các bạn sẽ càng thành công. Rồi sau đó thỉnh thoảng các bạn sẽ kiểm tra xem trên chiếc giường các bạn đã có con gấu nào xuất hiện hay chưa. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng. Một, hai, ba, bốn, năm. I lost my miss. Mình sẽ tiến lại gần. Sau đó đi đâu đây? Đấy chưa làm pin này. Đi theo dấu chân thì đến đây là kết thúc. Vẫn vượt qua được. Tiếp tục tiến sâu vào trong. Vẫn là một căn nhà cũ. Lại tiếp tục đi tiếp. Càng ngày càng tối luôn. Không có một tiếng điện nào. Ở đây con yêu quái đang gần đây rồi. Làm cách nào để có thể trốn thoát vào đây nào? Đó, và tiếp tục các bạn cứ thế bẻ khóa từ cái này. Tiếp tục đi tiếp. Cứ đi thế, ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.